cho mối tình cho cô dâu Ngọc Lan và chú rể Anh Khoa. Lời đầu tiên cho phép việc ngoan được thay mặt cho gia đình và đáp lời cho cô dâu và chú rể. Xin được gửi tới toàn thể quý vị lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng thân thương nhất. Thưa quý vị, và để đứng bên cạnh cô dâu chú rể ra mắt quý vị ngày hôm nay thì cũng không thể thiếu được sự hiện diện của đại diện hai bên gia đình. Sau đây xin được trân trọng kính mời lên sân khấu về phía nhà gái. Xin được trân trọng kính mời bố Lò Văn Sương và mẹ Lò Thị Hồng là song thân phụ mẫu của cô dâu. Dạ vâng ạ, xin mời hai bác lên sân khấu đây ạ. Xin được trân trọng kính mời là song thân phụ mẫu của chú rể. Dạ vâng ạ, xin mời hai bác cùng lên sân khấu đây ạ. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng chào đón đại diện hai gia đình bằng những tràng pháo tay thật lớn của toàn thể quý vị có được không quý vị ơi? Ngày quê hương đậm đà, bình trà trên mắt đôi ta tố con chim sâu chỉ lối, mình cầu thơm ngát hương hoa có em theo anh vào. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời đại diện nhà gái chúng ta sẽ đứng sang bên góc phải, đúng rồi đấy ạ. Dạ vâng, thưa quý vị, sự diện trên sân lễ của chúng tôi ngày hôm nay quả thật đúng là nhà gái thì hân hoan mừng rể quý, nhà trai hớn hở đón dâu hiền, hai bên cha mẹ sum vầy, anh đi làm rể, em về làm dâu. Dạ vâng, kính thưa quý vị, và để đáp lại tấm chân tình của toàn thể quý vị quan khách khách quý ngày hôm nay thì gia đình chúng tôi cũng sẽ cúi chào toàn thể quý vị bằng một cái cúi thật sâu ạ. Xin mời hai gia đình chúng ta chuẩn bị đây ạ. Một lời chào bắt đầu. Khỏi sò phép bà mè, khỏi sò lầy tàn nà hở phủ bên phú bên già, phủ bên tà bên nai, phủ bên ải bên êm, bên chính quyết tới bàn. Sang vón tà nai qua, phải hợp bà trời nằm chầu, lung chầu tà, mắc cột mắc cù, mắc xú mắc phành, tánh ngất là rào, cờ ơn to vùn, lung nà, vùn tà lướm, lướm trẻ và cồm, co trắng xình tiền, hền nà, sang vón đùi làn hâu, đùi làn hâu qua, co trắng lầy bà mè, ải êm liền sùm trùng nhớ, nhớ hộp bùn, lông lan, nhớ hộp bàn, lông lừa, nhưng co dư tiền xào, trai cò dao tiền báo, nhưng bàn tài cò ế bàn sai, cha bàn nửa cò lại bàn nằm ha và bấu chữ hồng hạt lúc trời bấu chữ hồng phải luôn quanh bấu chữ chiều mắt lai bấu chữ xài mắt hỏi cơ ba mở mắt chắc hay đồ tàu đồ làn hóc quá cò trắng lầy vùn huồm đèn nên huồm hồng trai cò bầu sú ải ải cò anh nhím cò tô sú êm cò hạt cò quanh sừng nặng bò mẹ trắng sạt lèn sữa hà sạt lèn phát sú hơi đồ tàu bên đồi sương đồi thú bên cù sương cù kim bên đồi sương đồi pết chứ bấu mới chơi là bảy bên đồi sương đồi cái chứ bấu mới chơi là xìa bên đồi phú mẹ én ương bấu mỹ chơi là hàng hay nỉ xuống ải xuống em xuống của mẹ xuống bên nòng bàn phương chủ phủ lại côn phải cò trắng hà thấy lầm đưa sở lì văn xỉa về bản báu trà về hay về na vỡ ổ mắt tùm mắt tôm mắt chỗ muôn nặng bàn cưới lòng đua làn hâu hở lẩy muôn tòi lắc khởi chở mon cơ ba mở khách đi xuống khỏi cò báo mít sáng hướng xưa khỏi sò lẻ tàng nà hở sòng phái chỗ hươn sò lẻ giòn cắp ơn xuống của mẹ pì nòng hâu sò sòng chúc ở pì nòng hâu phải cò nâng chơ thảo hàn khăn mành nâng chơ phủ diệt về bàn hở tướm chờ bàn phủ diệt cản mương hở tướm chờ hù phủ thánh ca thánh khải lẩy tướm màn khổng phủ diệt nòng giữa nam mít bà tổ màu liền đôi tàu hở nhảy súng dao phủ huế mít bơ sáo lẻ bờ phủ chờ bàn phủ huế mít làn phủ bó phang yên hù nâng chơ lẩy kỳ lẩu hồ mú lẩy kịp thú huấm ban khay cờ tắc sáu má cờ cho má vườn lì bị má lâu bò mẹ pin ơi khỏi cờ bơm mi quan sang gần xưa sò sòng chúc vào bò mẹ pin nòng hâu phở cờ lưng chơi hào hàn khăn mành dệt sang lầy cây sang tiền cú năm bói luồng to mắc hà cú má nga luồng to ép khẩu cú mắm nòng má măn hầu nối to khòn vùng cú má phùng má cai nối to cầm pằn tính cầm táo để chúng vẽ xong tiền nữa bò mẹ pin nòng ơi. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan khách khách quý thân mến, quả thật đúng là dòng sông nào thì cũng trôi về biển cả, cuộc tình nào rồi cũng đến hôn nhân, dù cho núi cách sông ngăn, không gì ngăn được duyên anh với nàng, xuống mây để đón trăng vàng, giang tay để đón nàng về với anh, hết rồi áo tím áo xanh, từ nay em đã có anh là chồng, mà em còn son thì anh cũng còn son, ước gì ta được làm con một nhà, và để rồi em về thưa với gia đình đồng ý cho mình lấy ta, anh về thưa với mẹ cha đồng ý cho ta lấy mình, và được sự đồng ý và nhất
nhất trí của hai bên gia đình cũng như được sự đồng tình của đứa bạn trẻ và được sự nhất trí cho phép của chính quyền địa phương. Và ngày hôm nay, ngày 11 tháng 12 năm 2022, tức là ngày 18 tháng 11 năm Nhâm Dần, là ngày lành tháng tốt, hai gia đình chúng tôi long trọng tổ chức lễ vu quy trăm năm hạnh phúc cho đứa bạn trẻ. Với sự hiện diện đông đủ của toàn thể quý vị quan khách khách quý ngày hôm nay, ban tổ chức chúng tôi cũng không biết nói gì hơn. Xin chúc cho hai cháu Ngọc Lan và Anh Khoa trăm năm hạnh phúc trọn đời bên nhau, như dây trầu cuốn chặt thân câu, tình chồng nghĩa vợ trước sau mặn nồng. Cho phép ban tổ chức chúng tôi được trân trọng tuyên bố lễ vu quy trăm năm hạnh phúc của đứa bạn trẻ Ngọc Lan và Anh Khoa xin phép được chính thức bắt đầu. Một tràng pháo tay cùng chúc mừng có được không quý vị ơi? Dạ vâng, kính thưa quý vị, và tiếp theo sau đây xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng hướng tầm mắt lên sân khấu tình yêu để cùng chứng kiến đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ trao cho nhau cặp nhẫn tình yêu, và để nói lên rằng kể từ ngày hôm nay đôi bạn trẻ của chúng ta họ đã chính thức nên duyên vợ chồng rồi toàn thể quý vị ơi. Dạ vâng ạ, xin mời hai cháu cùng tiến lên phía trước đi ạ. Đi ạ, sẽ trao nhẫn cho nhau, cô dâu và chú rể sẽ trao nhẫn cho nhau ạ. Quý vị ơi, trước khi đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ trao cho nhau cặp nhẫn tình yêu thì xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng cổ vũ tinh thần cho đôi bạn trẻ một tràng pháo tay thật nồng nhiệt có được không quý vị ơi? Dạ vâng ạ, xin mời chú rể trao nhẫn cho cô dâu đi ạ. Và cô dâu cũng trao nhẫn cho chú rể đi ạ. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta đang chứng kiến đôi bạn trẻ đang trao cho nhau cặp nhẫn tình yêu, và có thể nói là đôi ta như chén rượu đầy, anh chưa nhấp miệng mà lòng đã say, còn nếu như em là chén rượu cay thì anh xin uống cạn để say suốt đời. Và điều ước đó của đôi bạn trẻ ngày hôm nay cũng đã thành hiện thực rồi quý vị ơi. Dạ vâng, tiếp theo sau đây xin mời đôi bạn trẻ sẽ tiến về phía tháp ly để thực hiện nghi thức rót rượu sông banh, xin mời ạ. Rồi sau đó chú rể sẽ bật nắp ạ. Lắc thật mạnh đấy ạ. Ôi quý vị ơi, chú rể lắc mạnh quá, còn mạnh hơn lắc cô dâu lúc nửa đêm quý vị ơi. Rồi đấy ạ, bật nắp đấy ạ. Chú rể yếu đây, chú rể sao mà yếu đây? Dạ vâng, xin mời hai cháu ra ly cho đấy ạ. Bây giờ xin mời cháu chuẩn bị rót lên tháp ly tình yêu đây ạ. Và trước khi đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ tay chung tay rót đầy những giọt mượt yêu thương lên tháp ly tình yêu thì cho phép Việt Ngoan được tạm ứng toàn thể quý vị của chúng ta một tràng pháo tay tặng cho đôi bạn trẻ có được không quý ơi? Dạ vâng, xin mời cháu rót đây ạ. 1, 2, 3, bắt đầu. Dạ vâng, kính thưa quý vị, chúng ta đang chứng kiến đôi bạn trẻ đang tay chung tay rót đầy những giọt mật yêu thương. Kính thưa toàn thể quý vị, quả thật đúng là chỉ có tình yêu thì mới đem lại được hạnh phúc, và chỉ có hạnh phúc thì mới duy trì được lứa đôi uyên ương. Anh yêu em như bướm say hoa, chúng ta cùng chúc cho đôi bạn trẻ trăm năm tình viên mãn bạc đầu nghĩa phu thê, cùng chúc cho hai gia đình từ nay đã có được dâu hiền và rể thảo. Và để rồi anh sẽ là dòng sông để em là biển rộng, anh sẽ là gió lộng để em là mây bay, anh sẽ là nắng mai để em là hoa đỏ, anh sẽ là lối nhỏ để em bước vào đời. Vì nước biển mênh mông thì không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín con cha, tần tảo sóng hôm cha mẹ nơi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha mẹ che chở cho đời con. Và để đáp lại công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha và mẹ hai bên thì xin mời cô dâu và chú rể sẽ lần lượt dâng những ly rượu tình rượu hiếu mời lên cha mẹ của mình. Cô dâu sẽ mời cho bên nhà chồng và chú rể sẽ mời cho bên nhà vợ, xin được trân trọng kính mời. Sau mời cho bên nhà chồng, chú rể mời cho bên nhà vợ. Tiếp theo xin mời cô dâu và chú rể cầm hai ly rượu còn lại để uống rượu ra bôi.
xin mời hai gia đình cùng với cô dâu và chú rể vào chạm ly nhau đi ạ. Vào chạm ly nhau đi ạ. Dạ vâng, xin chúc cho mối tình thông gia sẽ ngày càng keo sơn thắt chặt hơn. Chính cái này vừa mới bên nòng hạt sườn đùi lá nó có trắng và ải em ơi lấy kìm đều lù cò bấu lưng sẽ cùng cú lấy rú leo lù cò bấu lưng sẽ cùng cánh ơn có vừa cùng của bánh nhớ sùng rừng pu sàm sầu cùng mấy chầu có liềm xưa vó lấy lưng con trên lăng tay lại khải má tặc tay mưa khắm lầy má may nhớ phủ vũ bồng kìm nông có chữ cùng kính sang quay mua vậy chữ chảnh có năn phủ viện bài cò trắng lầy mới lầu hở ải cú em già phủ viện khởi cò trắng lầy mới lầu hở ải tà em nay mới hở ải hở em tất cả sòng phường chớ đi em cánh ải trắng pom xong phải muốn mất trái cho là bố mẹ cái nón ấy tôi mới sinh nhái tên cái lầy vào ông Việt Nam ơi. Phải sao để dặn bố mẹ Việt Nam. Dạ vâng, bây giờ xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng rót rượu rồi chúng ta sẽ cùng dô một câu thật lớn để cùng chúc mừng hạnh phúc cho các bạn trẻ đi quý vị ơi. Xin mời quý vị rót rượu đi ạ. Dạ vâng, quý vị thân mến, nay quý vị đã rót rượu xong rồi sẽ cùng dô cùng với chúng tôi được chưa ạ? Chúng ta dô được chưa quý vị ơi? Dạ vâng, toàn thể quý vị chúng ta cùng uống cạn chén được, xin mời. Áo hành nếp bóng mai pin áo ấy, áo khăn màn dưới mình ơi. Năng bầu sau mưa, lưu tẩu lưu làn hâu. Chết bét chết, tấn răng, nếp bóng mai pin áo ấy. Dạ vâng, xin cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Xin mời, xin cảm ơn hai gia đình cùng với cô dâu chú rể. Xin mời mọi người trở về vị trí đã. Cô dâu chú rể thì giữ lại luôn ạ. Và ngó sau chỗ nào vắng vẻ thì cùng kéo nhau vào đúng không ạ? Các bạn trẻ ngày hôm nay thì không phải kéo đi đâu nha quý vị ơi, trước mặt quý vị sẽ chứng kiến ạ. Dạ vâng ạ, xin mời hai cháu quay mặt vào nhau đi ạ. Bây giờ chú sẽ không bắt hai cháu phải tìm ra được chỗ mềm hay chỗ cứng gì của nhau đâu. Chúng ta sẽ thẳng vào vấn đề. Xin mời cô dâu sẽ đặt tay vào đôi vai của chú rể quay mặt vào nhau đi ạ. Xin mời cô dâu hãy đặt tay vào đôi vai của chú rể và chú rể thì sẽ đặt tay vào vòng eo của cô dâu. Rồi hai cháu sẽ thực hiện được điều đó. Cô dâu ơi, đặt tay vào đôi vai của chú rể đi ạ. Dạ vâng, trước khi đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ trao cho nhau nụ hôn nồng nàn tình ái thì xin tạm ứng phía toàn thể quý vị chúng ta một tràng pháo tay dành tặng cho đôi bạn trẻ có được không quý vị? Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hai cháu sẽ nghe đến 1, 2, 3 nha. 1, 2, 3, bắt đầu! Xin cảm ơn đôi bạn trẻ rất nhiều. Xin mời đôi bạn trẻ trở về vị trí và đi mời từng bạn tiệc của chúng ta đây. Xin được trân trọng kính mời.